Buổi sáng bạn thường rất bận rộn, có quá nhiều việc phải làm. Chọn trang phục cũng khiến bạn tiêu tốn khá nhiều thời gian. Và để tìm được một món đồ trang sức phù hợp với trang phục cũng không phải là đơn giản. Chiếc hòa tai lẫn ở đâu rồi? Làm thế nào để tìm thấy chiếc nhẫn trong mê hồn trận những đồ trang sức của bạn? Đó là những vấn đề nho nhỏ mà bạn thường gặp phải. Để khắc phục vấn đề này thì mỗi người có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Chọn và để riêng đôi hoa tai ra từ trước. Nhưng cũng có bạn gái tìm thấy một phương án đơn giản hơn, đó là sử dụng những chiếc giá treo đồ trang sức. Sành điệu, ấn tượng, tiện dụng là những gì mà người ta nói về chiếc giá treo đồ này. Hãy thử bỏ qua những chiếc hộp đựng đồ trang sức thông thường mà có đôi phần bất tiện để thay đổi không gian riêng của bạn bằng chiếc giá treo xinh xắn. Trước hết là sự tiện dụng. Bạn thường cất những món đồ trang sức nho nhỏ ở đâu? Trong những chiếc hộp như thế này. Nhưng sẽ không tránh khỏi những lúc bạn lúng túng vì chúng bị móc vào nhau, hay bạn chỉ có thể tìm thấy một chiếc hoa tai, chiếc còn lại thì đã bị lẫn vào đâu đó giữa bao nhiêu phụ kiện khác. Với chiếc giá treo đồ hình cô gái thời trang này, bạn sẽ không cần lo lắng vì điều đó nữa, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn. Chỉ một động tác là bạn đã có thể tìm thấy món đồ thời trang yêu thích. Nhưng các bạn gái mong muốn nhiều hơn đối với một chiếc giá treo đồ. Đó không chỉ là sự tiện dụng mà còn cả về yếu tố thẩm mỹ. Hãy cùng nhìn chiếc giá treo đồ xinh xắn mà TV Shopping giới thiệu cho bạn hôm nay. Những đường nét tinh tế, trang phục cầu kỳ và cả những phụ kiện đi kèm, chúng tạo cho sản phẩm một sự ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những điều này sẽ mang đến cho bạn một đồ vật hữu ích và thời trang. Chúng sẽ mang đến cho góc trang điểm hay bàn làm việc của bạn một diện mạo mới, một nét lạ rất riêng, tinh tế và sành điệu. Có 3 mẫu giá treo đồ trang sức, bạn gái có thể lựa chọn theo sở thích. Loại 1 có chiều cao 35cm, sản phẩm có hình cô gái trong chiếc váy dạ hội màu ghi với những bông hoa trắng nổi bật. Thêm một chiếc sắc tay xinh xắn, chiếc giá treo sẽ trông thật nữ tính. Loại thứ hai có chiều cao 30cm, sản phẩm có hình cô gái trong chiếc váy dạ hội màu trắng ngà quyến rũ, thêm một vài chấm đen nơi chân váy sẽ khiến cho chiếc giá ấn tượng hơn. Với những bạn gái yêu thích sự trẻ trung, chiếc giá treo loại 3 sẽ là một gợi ý thú vị. Ấn tượng với chiếc váy màu hồng trẻ trung, sản phẩm sẽ là một vật dụng đáng yêu, làm nổi bật không gian riêng của bạn gái. Sản phẩm có chiều cao là 20cm. Bên cạnh sản phẩm giá treo đồ, bạn gái có thể lựa chọn những tượng sứ thiên thần để tô điểm cho bàn trang điểm hay góc làm việc của mình. Với hình ảnh thiên thần cùng đôi cánh trắng trên vầng trăng khuyết, sản phẩm gây ấn tượng với những bạn gái yêu thích sự lãng mạn. Thêm một vài hoa văn trang trí, những đường nét khéo léo sẽ giúp sản phẩm trở nên tinh tế hơn. Ngày nay, chiếc mobile xinh xắn đã trở thành vật dụng không thể thiếu. Chính vì thế, những phụ kiện dành cho chú dế cũng ngày càng đa dạng hơn. TV Shopping xin giới thiệu một sản phẩm hữu ích, giá để điện thoại hình tượng sứ. Chú dế thân yêu đặt trên bàn trông cũng ổn đó, nhưng nếu đặt trên tượng sứ thiên thần này thì sao? Gọn gàng và xinh xắn hơn rất nhiều đúng không? Với phần đế rộng vững chắc, bạn sẽ yên tâm đặt những chú dế hơn. Chiếc giá để điện thoại này cũng sẽ làm cho không gian nhỏ của bạn trở nên nữ tính hơn. Trong những ngày đặc biệt của tình yêu, bạn muốn mang đến bất ngờ cho nửa kia của mình. Hãy để dịch vụ quà tặng của TV Shopping giúp bạn gửi đến người đó một bất ngờ nho nhỏ.
Chỉ cần một cuộc điện thoại, bạn sẽ có được món quà đặc biệt cho người yêu của mình. Những thiên thần nhỏ sẽ chắp cánh cho tình yêu của bạn. Mỗi quà tặng sẽ được đặt trong hộp quà xinh xắn, đi kèm với những lời yêu thương gửi đến người đó. Hãy để dịch vụ quà tặng của TV Shopping chắp cánh cho tình yêu của bạn.